Động thái không ngờ của luật sư Minh Béo trước giờ xét xử. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5, theo đúng lịch trình, phiên điều trần vụ án nghệ sĩ hài Minh Béo sẽ diễn ra tại thành phố Santa Ana, bang California, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trước giờ xét xử, lại có những diễn biến bất ngờ liên quan tới vụ án của Minh Béo. Chị Ngọc Lan, phóng viên người Việt tại Mỹ cho biết, luật sư Đỗ Phủ rút lui trong vụ án của Minh Béo. Nói về nguyên nhân luật sư Đỗ Phủ rút khỏi vụ án Minh Béo, cậu ruột của nam diễn viên hài, ông Nguyễn Thiện Thành cho biết, do hiện tại, gia đình đang phải gánh chịu những áp lực vô cùng khủng khiếp, phía luật sư tự nguyện rút lui trong việc bào chữa. Phía luật sư Đỗ Phủ cũng cho hay, do Minh Béo và gia đình anh đang nhận phải những áp lực rất lớn, nên ông sẽ không đảm nhiệm công việc làm luật sư đại diện cho diễn viên hài này trong thời gian tới. Mặc dù gia đình Minh Béo và phía luật sư đã chia sẻ về nguyên nhân rút khỏi vụ án của luật sư Đỗ Phủ, nhưng với nhiều người, lý do này vẫn rất mơ hồ. Có lẽ nguyên nhân thực sự của việc này chỉ có người trong cuộc mới có thể nắm bắt được. We'll be right back.